thì là anh thông tin để công ty có giới thiệu rồi. Nội dung của ngày hôm nay thì phần thứ nhất tức là giới thiệu về cái tổng thể cái quá trình quản lý dự án cũng như là các cái hình thức gọi là project cycle, tức là vòng đời dự án, một số vòng đời dự án. Giới thiệu về cái initiating process group, nhóm các cái quá trình về khởi tạo. Planning process group là nhóm các quá trình về lập kế hoạch. Executing process group, nhóm quá trình thực thi. Monitoring and controlling process group là nhóm các quá trình về theo dõi và kiểm soát. Và cuối cùng là closing process group là nhóm các quá trình về đóng dự án hoặc là đóng một cái phase của dự án. Quý nhớ là từ số 2 đến số 6 chính là tên tên của năm cái process group. Do đó là mình cần phải thuộc đấy. Tên là tên ở trong Initiating, planning, executing, monitor, closing. Anh nhớ rồi. ngoài ra thì anh giới thiệu về cái Rita Process Chart, tức là cách hiểu của cái trung tâm đào tạo của Rita về những cái nội dung liên quan đến process mà được trình bày ở trong team và book. Thì Rita là một cái cách hiểu specific và đăng ký bản quyền của trung tâm đào tạo đó. Nó cho phép mình hiểu được các cái process nó một cách cụ thể hơn và có tính ứng dụng tốt hơn là chỉ được trình bày ở trong team book, thì nó có tính chất là chuẩn mực và academic thì nó hơi khó hiểu. Thì cái khái niệm thì thế nào là project life cycle, tức là một chuỗi liên tiếp các cái hình trạng, cái phase đi từ khi bắt đầu cho đến khi kết thúc của một cái dự án. Thì đây là cái định nghĩa và đó chính là chuỗi các cái công việc để thực hiện trong dự án. Thế thì tương phản với cái project life cycle đấy thì có một cái quá trình là quá trình quản lý song song với cái việc mà các cái bước công việc thực hiện bên trong một dự án để có thể tạo ra sản phẩm cũng như là dịch vụ mà người ta mong muốn, thì có một cái quá trình của cái người quản lý dự án. Thì cái quá trình đó gọi là quá trình project management process. Thì tổng thể nó có một quá trình duy nhất thế. Còn các cái gọi là project life cycle đấy thì nó phụ thuộc vào dự án, thì mà có một số cái hình thức về project life cycle cũng như là chia chia phase khác nhau. Nhưng mà theo diễn giải của PMBOK thì PMBOK nhìn là dù là project life cycle thế nào thì cũng có một cái tổng thể quá trình quản lý dự án duy nhất áp dụng cho tất cả các loại dự án. Overall project management process thì tôi còn có tên gọi là project management life cycle, thì cũng cũng cùng một nghĩa. Thì các cái phân kỳ cũng như là cái project cycle ấy thì nó sẽ phụ thuộc vào bản chất nội dung của từng dự án một và phụ thuộc vào cái industrial domain mà dự án ấy nó thực hiện, thậm chí là phụ thuộc vào cả từng cái tổ chức một, gọi là preference của tổ chức, họ muốn có một cái project chạy theo những cái phase chu kỳ như thế nào. Thế còn
cái quá trình quản lý dự án thì nó tổng thể nó chỉ có một quá trình thôi. Quá trình này nó trông như thế nào? Trông như thế nào? Thì anh sẽ trình bày tiếp theo. Thế tuy là có nhiều cái project life cycle khác nhau, thế nhưng mà người ta phân biệt nó có hai cái nhóm project cycle chủ đạo, đó là plan driven life cycle. Và cái nhóm thứ hai là change driven life cycle. Phân ra làm hai nhóm chính. Thế thì ở đây cái việc mà cái project life cycle thì người ta có thể phân kỳ ra là cái công tác chuẩn bị rồi bắt đầu dự án, chuẩn bị lập kế hoạch, thực hiện các công việc của dự án và cuối cùng thì là kết thúc. Thì đấy là một cái cách phân kỳ gọi là sơ đẳng nhất, trung nhất. Thế nhưng mà trên thực tế thì tùy theo từng loại dự án thì người ta có thể quan sát thấy có những cái life cycle rất là khác nhau. Chẳng hạn như là cái dòng đầu tiên ấy, thì đối là một cái dự án mà nó gọi là xử lý chất thải độc hại tồn đọng ở một cái site, thì người ta có thể phân chia ra làm là facility decommissioning, là cái quá trình mà dừng cái hoạt đóng cửa cái cơ sở sản xuất, chuyển sang là giai đoạn thứ hai là clean up, xử lý rác, chở rác đến chỗ khác và xử lý, và cuối cùng là cái giai đoạn mà xây dựng cảnh quan, landscaping, là xây dựng cảnh quan khôi phục trở lại cho nó đẹp đẽ cái site đấy. Thế thì đấy là một cái life cycle dành cho một cái dự án về xử lý cái khu vực chất thải độc hại. Thế nhưng mà đối với một cái dự án ví dụ như là xây dựng một cái nhà máy mới, thì ở cái dòng thứ hai người ta thấy rằng là có một cái phase là design, và sau đó thì là một phase là construction, thì là như vậy. Thì người ta, đây là những ví dụ để cho thấy rằng là tùy theo nội dung của dự án, mục đích của dự án và cái công nghệ sử dụng trong dự án, thì cái việc phân kỳ cũng như là chia cái life cycle của một dự án thì nó hết sức là đa dạng, không có một cái giới hạn nào trong cái phân kỳ đấy cả. Và tuy nhiên là như anh đã trình bày là nó sẽ nhóm vào là hoặc là dưới dạng train driven hoặc là dưới dạng là plan driven. Tức là plan driven là cái hình thức mà lập kế hoạch nó rất là tường minh ở ngay từ đầu, và sau đó thì các cái kỳ tiếp theo là ta cứ thực hiện công việc theo khá là sát theo cái kế hoạch ban đầu. Thế còn cái loại dự án mà ở đó nó có nhiều thay đổi từ xác định yêu cầu cho đến các bên tham gia cũng như là cái giải pháp kỹ thuật mà vừa làm ta vừa phải dò dẫm nghiên cứu, thì thường là nó có dưới dạng là gọi là train driven. Hoặc là như là trong một cái dự án về phát triển phần mềm thì nó lại có cái hình thức life cycle, tức là cái chu kỳ của dự án thì nó chưa phase theo cái cách là requirements, tức là thu thập và xác định phân tích yêu cầu, sau đó thì feasibility là nghiên cứu khả thi, rồi planning là lập kế hoạch, design là thiết kế, construct tức là phát triển, xây dựng, sau khi có sản phẩm rồi thì ta qua công đoạn là kiểm thử, test, và kết thúc của việc kiểm thử đấy thì ta có thể là bàn giao hoặc là triển khai vào trong cái hệ thống vận hành production. Thế thì đấy là một cái hình thức dạy khác, nó phức tạp hơn và nó phụ thuộc vào cái kỹ thuật được sử dụng trong việc mà làm ra cái sản phẩm là cái hệ thống phần mềm, thì nó khác với cái life cycle đã trình bày ở trên. Thì các cái kỳ, việc phân kỳ cả một cái dự án thành nhiều phase thì người ta có cái khái niệm là project phase, các cái giai đoạn, cái chặng trong dự án. Thì giữa các cái chặng trong dự án đấy thì người ta thấy rằng là nó có thể bắt đầu một cách gọi là sequential, tức là tuần tự, kết thúc phase 1 thì chuyển sang phase 2, nhưng cũng có thể là nó bắt đầu là có cái sự gối đầu
gối đầu chạy song song, mà cũng có thể là nó chạy theo cái vòng lặp. Thế thì có cái khái niệm liên quan đến cái chu kỳ của dự án thì có là cái phase gate. Phase gate thì thông thường là khi kết thúc một cái phase, một cái chặng, thì có một cái sự kiện nó là rà soát lại kết quả, đánh giá cái phase đấy đã thành công hay không, và sau đó ra quyết định là có thực hiện tiếp cái phase tiếp theo hay không. Thế thì cái sự kiện đó, ở đó người ta review lại kết quả, kết luận là nó đã thành công hay chưa, và ra quyết định là thực hiện tiếp hay là chấm dứt, thì nó gọi là phase gate. Phase gate. Thế thì có những cái tên khác nhau dành cho cái sự kiện này, có thể gọi là phase review, hoặc là management review, hoặc là thậm chí một cách gọi là khắc nghiệt hơn gọi là killing point, là cái thời điểm mà người ta có thể là đưa ra quyết định là chấm dứt dự án, cho nên là gọi là dùng từ là killing point. Thì ý tưởng là như thế này, vào cái thời điểm mà kết thúc của mỗi phase ấy, thì có một sự kiện là management review, hoặc còn gọi là cái decision gate, để quyết định là liệu thì dự án có thể tiếp tục hay không, có cần điều chỉnh hay không, hoặc là chấm dứt. Đối với những cái dự án mà gọi là brand driven ấy, thì ở đó là các cái những yêu cầu liên quan đến phạm vi, thời gian và cái chi phí thì thường là được xác định chi tiết rất là sớm ở ngay những cái thời gian đầu của dự án. Dự án được xây dựng tòa nhà thì nó khá là bài bản, từ cái việc khảo sát sai này, xong rồi thiết kế, phê duyệt thiết kế và sau đó thì xây dựng. Và trong quá trình xây dựng thì người ta cũng làm rất là lần lượt, từ chuẩn bị máy móc, phương tiện, tiếp đến là xử lý đất, đào móng, xây móng, và sau khi là làm móng xong, đợi rồi thì bắt đầu mới trồng từng tầng lên một, rồi sau đó thì được cái phần làm thô, rồi mới đến là hoàn thiện nội thất, vân vân. Tức là những cái trình tự đấy nó rất là tường minh. Tính toán về mặt chi phí nó cũng căn cứ vào thiết kế cũng như là vào quy mô, người ta có thể tính được cái chi phí trong từng giai đoạn, nó cũng tương đối là sát. Thì cái dự án theo kiểu như vậy thì nó có tính là brand driven. Còn cái loại dự án mà tương phản với brand driven hoặc là trend driven, tức là có xu hướng thay đổi, thì người ta quan sát được là nó có thể phân ra làm cái nhóm gọi là iterative, incremental hoặc là agile development, ba cái phân biệt iterative, incremental và agile, hay còn gọi là adaptive. Cả ba cái project life cycle dạng này thì nó đều gọi chung một cái từ là trend driven. Trend driven. Thế thì cái iterative thì ý nói rằng là các cái hoạt động mà làm thực hiện dự án thì nó giống như là một cái hình xoáy ốc ấy, cứ lặp đi lặp lại. Ví dụ như là đầu tiên bao giờ cũng là gì, thu thập yêu cầu này, thiết kế này, thu thập yêu cầu này, thiết kế này, phát triển, kiểm thử và bàn giao một cái phần chức năng. Thế sang cái thời gian tiếp theo, ta cũng lại lặp lại cái chuyện là tập yêu cầu, phân tích, thiết kế, xây dựng, kiểm thử và bàn giao. Nó cứ làm vòng lặp lại như vậy, và mỗi cái vòng lặp như thế thì nó làm cho là cái sản phẩm nó được xây thêm từng phần chức năng một. Thế thì nó gọi là iterative. Iterative là theo những cái vòng lặp, và mỗi cái vòng lặp ấy nó giống như thể là một cái dự án con theo kiểu là waterfall này, theo kiểu là plan driven này. Thế thì incremental thì tương tự như vậy, ta có một cái na ná như là iterative, nhưng mà nó xây dựng theo kiểu là từng cái phần, từng phần chức năng được bổ sung thêm vào sau mỗi cái vòng lặp. Thế còn agile thì
thì đó là một cái dự án mà nó có vừa tính chất là iterative mà vừa có tính chất incremental, là sau mỗi cái vòng lặp thì nó đều thêm một cái chức năng có thể bàn giao được cho người dùng, bộ phận chức năng được bàn giao được. Thì tuy nhiên là nó có một cái đặc điểm là các cái vòng lặp của trong Agile ấy, thì người ta lựa chọn là nó khá là cố định, nó có thể là 1 tuần một vòng lặp, hoặc là 4 tuần một vòng lặp, hoặc là 2 tuần một vòng lặp. Thế thì Agile nó là vừa cái là iterative vừa incremental, nhưng mà cái khung thời gian trong mỗi cái iteration, một cái vòng lặp, nó là được chọn rất là cố định. Thế thì tùy theo cái lĩnh vực của dự án cũng như là cái đặc điểm của sản phẩm, thì có những dự án là có thể lựa chọn và sử dụng cái life cycle ở dưới dạng là Agile. Thế nhưng mà nó có cái phạm vi nhất định thôi, chứ không phải là dự án nào thì cũng là nên chọn Agile cả. Thì trong PMI thì ở buổi trước anh có trình bày là nó có một cái khái niệm gọi là progressive elaboration, đúng không? Progressive elaboration. Thế thì một cái hình thức của progressive elaboration đó là rolling away planning, là một cái trường hợp cụ thể về việc mà lập kế hoạch theo kiểu là rolling away. Có thể là gì? Thế là những cái công việc mà ở trong cái giai đoạn trước mắt, trong cái giai đoạn trước mắt, ví dụ trong 1 tháng trước mắt, thì nó sẽ được lập kế hoạch rất là chi tiết, phân rã yêu cầu, nghiên cứu thiết kế và đưa ra những cái kế hoạch phát triển chi tiết. Trong khi đó thì những cái công việc ở xa hơn, ví dụ như là sau 2, 3 hoặc là 6 tháng sau, thì nó chỉ được lập kế hoạch một cách sơ sài thôi, gọi là high level thôi. Và khi nào là đến sát cái thời điểm mà chuẩn bị thực hiện công việc, ta mới lại lập một kế hoạch chi tiết hơn để thực hiện cái công việc đó. Thế thì cái cách mà lập kế hoạch theo kiểu như vậy, người ta dùng cái từ gọi là rolling away planning. Nôm na nó là gì? Là những kế hoạch cho những công việc trước mắt, trong vòng một cái thời gian là 1 tháng, 2 tháng trước mắt, thì tôi lập kế hoạch cụ thể chi tiết. Còn xa hơn thì những công việc nó sẽ được lập kế hoạch gọi là high level. Và người ta coi rằng đấy là một cái instant cụ thể của cái progressive elaboration. Và rolling away planning thì nó là một cái đặc điểm gắn liền với cái phương pháp gọi là chain driven development, tức là agile này, agile, những dự án theo kiểu agile thì áp dụng một cách rất là triệt để cái phương pháp lập kế hoạch theo như anh vừa mới trình bày, và có tên chung là rolling away planning. Thế tuy nhiên là cái khái niệm là rolling away planning ấy, là một cái hình thức của progressive elaboration, thì về bản chất nó sẽ xuất hiện trong tất cả các hình thức làm dự án, chứ không phải chỉ có Agile nhé. Chỉ có điều là ở trong Agile thì nó được tận dụng, sử dụng mới hết sức là triệt để. Đây là định nghĩa thế nào là iterative này. Thì là cái phạm vi thì có thể xác định rất là sớm, thế nhưng mà time cost thì có thể là xác định theo kiểu high level, nhưng sau đó rồi thì được theo từng vòng lặp lập kế hoạch về thời gian và chi phí thì người ta xác định nó chi tiết hơn, khi mà đội dự án sẽ có thêm thông tin cũng như là thêm hiểu biết về cái yêu cầu cũng như là cái cách thức để mà làm ra sản phẩm. Càng những cái routine sau, cái vòng lặp sau thì người ta sẽ lập kế hoạch và người ta đưa ra những cái ước lượng về thời gian và chi phí nó chính xác hơn. Thế và thông qua một loạt các cái cycle, cái vòng lặp thì cuối cùng là người ta bàn giao ra được một cái sản phẩm hoàn chỉnh. Trong đó là người ta quan sát thấy là cái việc mà lập kế hoạch và đưa ra ước lượng cũng như là thực hiện thì nó theo từng cái iteration một, cái vòng một, vòng lặp. Thế và cái sản phẩm cuối cùng ấy, thì nó chỉ hình thành khi mà tất cả các cái iteration, các cái vòng lặp nó đã được thực hiện.
thì mới có một cái gọi là fully functional product hay là complete product, là ở tận đến lúc mà cái giai đoạn cuối cùng thì sản phẩm nó mới được hoàn thành và có thể đưa vào sử dụng sau đó. Thì đấy gọi là thế. Còn incremental thì nó hơi khác một chút, tức là cái sản phẩm tổng thể nó được chia nhỏ ra thành phần chức năng, và sau mỗi cái iteration ấy thì có một cái phần chức năng nó có thể được đưa vào sử dụng, chứ không phải là đợi cho đến khi mà đến cái iteration cuối cùng thì sản phẩm ấy nó mới được sử dụng, mà người ta có thể đưa vào sử dụng từng phần. Thế thì cái hình thức mà như thế thì nó gọi là incremental development. Chẳng hạn như là những cái dự án mà xây dựng những cái phần mềm, người ta có thể thiết kế để sao cho là đầu tiên người ta đưa ra những chức năng cơ bản và sau đó cung cấp cho người dùng trước. Ví dụ như là một cái website thì lúc đầu người ta chỉ xây dựng là có tính chất marketing, là cung cấp thông tin về công ty cũng như là về sản phẩm. Thế đến cái chặng sau đó, người ta thêm vào chức năng là đặt hàng online. Đặt hàng online. Thì vậy là cái module mà gọi là online order ấy, thì nó là cái chức năng thêm vào cái phần website. Thế sau một cái vòng lặp nữa, người ta lại phát triển thêm chức năng là quản lý tồn kho. Quản lý tồn kho. Thế thì như vậy là lúc những cái phần đầu tiên, thời gian đầu tiên ấy, những cái vòng đầu tiên đấy thì cái sản phẩm nó đưa ra nó tính năng nó có thể sử dụng được nhưng mà ít thôi. Càng về những cái iteration sau thì cái tính năng nó được bổ sung thêm vào. Thế thì cái chu kỳ phát triển của sản phẩm theo cách như vậy nó gọi là incremental development, và nó rất là dễ nhìn thấy đối với những cái sản phẩm theo kiểu phần mềm, hoặc là có một cái dự án là nó phát triển theo là cái một cái dòng bút chì, tức là cái viết nhưng mà là cái viết lõi bằng chì, có thể là cái version của sản phẩm đầu tiên ý, thì người ta thiết kế là cái sản phẩm ấy nó chỉ để có mỗi tính năng là viết thôi. Nhưng mà cái chu kỳ tiếp theo của cái sản phẩm người ta là cái bút chì đấy nó có thêm cái phần gọi là cái đuôi để mà tẩy xóa. Đấy. Thì rõ ràng là cái sản phẩm ở cái version đầu tiên ấy, thì nó chỉ không có tính chất năng tẩy mà nó chỉ tập trung một tính năng có cốt lõi là viết. Thì đến khi mà hoàn chỉnh sản phẩm thì là cái mới có một cái bút chì mà có tẩy. Cái phần tẩy đấy là cái phần ở implementation sau. Ở trong cái incremental này thì cái time frame cho từng cái iteration một thì nó thì không giống nhau, thế nhưng mà nó là được xác định trước. Sau mỗi cái iteration này thì là có một phần chức năng có thể cung cấp cho người dùng được. Và tất nhiên là sản phẩm cuối cùng thì cũng phải hoàn thành khi mà tất cả các iteration nó đã được thực hiện. Thế còn Agile thì như anh đã giải thích, nó là thừa kế tính chất cả hai cái loại hình thức là iterative như là incremental. Thế nhưng mà cái thời kỳ của mỗi iteration đấy nó cố định và nó rất là ngắn. Fix and short trong mỗi iteration. Anh cho mà em hỏi cái như cái phần mà iterative mà development life cycle là tức là nó sẽ là nhiều cái vòng lặp, nhưng mà nó sẽ lặp đi lặp lại, nó sẽ có nhiều cái vòng lặp nhưng mà mỗi cái vòng lặp nó sẽ không có ra một cái function gì cụ thể, đúng không? Tức là cái sản phẩm chỉ chạy được sau khi mà cái vòng lặp final nó xong thì mới là cái sản phẩm nó mới work, đúng không? Còn cái mà incremental tức là mỗi cái vòng lặp nó sẽ cho ra một cái tính năng, có nghĩa là nó giống như là mỗi cái version alpha beta nó đều mỗi chạy cái release một cái release nó có thêm tính năng. Nó giống dạng dạng như là mấy cái mình làm kiểu MVP anh nhỉ, tức là mình làm cái sản phẩm minimum order value product xong rồi từ mình update. Thì thông thường đúng rồi, cái release đầu tiên nó chính là MVP. MVP thì nó mới là release. Bởi vì là sẽ không có một cái thứ sản phẩm nào mà có cấu hình còn nhỏ hơn MVP được. Bởi vì nhỏ hơn thì nghĩa là nó không có ý nghĩa gì về mặt gọi là end user cả. Sau đó thì người ta thêm những cái phần
bổ sung cái MVP đấy thì sau một cái iteration. Đúng không? Còn Agile thì thực ra là nó là có đủ tất cả các tính năng đấy, nhưng mà đặc điểm của nó là cái độ dài của mỗi iteration nó là cố định và nó rất là ngắn. Là ngắn, 1-4 tuần thôi. Scrum. Scrum chính là một hình thức Agile. Yeah. Dạ ok em hiểu anh. Dạ. Đây, ví dụ như là Scrum thì là một cái ví dụ của Agile đây. Trong đó thì là cái iteration này thì nó có tên là Sprint. Trong Scrum thì nó dùng một cái từ riêng để chỉ cái vòng lặp, nó là Sprint, thì kéo dài là từ 2-4 tuần. Yeah. Thế thì đấy là những cái hình thức nó gọi là Project Life Cycle. Thế chuyển sang cái Project Life Cycle đấy nó là đặc trưng của cái phân phối các cái công việc của dự án để mà thực thi. Thế còn về phương diện mà gọi là Project Management, tức là quản lý dự án ấy, thì nó có một cái quá trình quản lý dự án chung tổng thể, thì nó gồm có 5 cái chặng, 5 cái nhóm process con trong một cái quá trình tổng thể. Đó là initiating này, plan này, execute, monitoring, control và close. Thế thì tất cả những cái hoạt động quản lý dự án của cái quá trình quản lý dự án tổng thể đó thì PMBOK người ta define ra có 49 cái project management process nhỏ và được phân thành 5 cái process group. 5 cái process group là mấy câu này là dễ thi anh. Planning, executing, monitoring, controlling và closing. Đó. 5 cái process group mà đôi khi người ta còn gọi là 5 cái domain. 5 cái domain. Thế thì đây chính là cái sơ đồ thể hiện toàn bộ cái quá trình quản lý dự án của tất cả các loại dự án. Nó chỉ gồm 5 cái nhóm process này thôi. Y vòng tròn nhỏ này, Y là viết tắt cho Initiating Group, P Planning Group, E là Executing Group, MNC là Monitoring and Controlling Group và C là Closing. Và bao trùm ra toàn bộ 5 cái process group ấy thì chính là MNC, là cái vòng tròn to nhất ở bên ngoài, nó bao trùm lên chính là cái quá trình và monitoring and controlling. Đó. Thì đây chính là cái hình ảnh của cái quá trình quản lý dự án chung nhất và là duy nhất theo quan điểm của PMBOK là như vậy. Yeah. Thì cái chữ C ở đây thì là close, thì là cái quá trình mà hoặc là đóng toàn bộ dự án hoặc là đóng từng cái phase một, thì nó đều có C cả nhé. Đây, quản lý dự án, quá trình quản lý dự án một cách gọi là overall là chung nhất thì đó là được chia ra thành 49 quá trình quản lý dự án nhỏ và được nhóm thành 5 process group hoặc là nhóm thành 10 knowledge area. Thì nội dung chính của cái khóa học này chính là chúng ta sẽ học từng cái process management cụ thể trong mỗi cái nhóm process group này. Về căn bản ấy, thì ý nghĩa của quá trình là initiating process group chính là khởi đầu, khởi tạo và làm sao cho dự án nó được phê duyệt. Đúng. Còn tiếp theo sau khi mà dự án được phê duyệt rồi thì ta có một cái nhóm công tác lập kế hoạch. Và tiếp đến là thực thi. Executing Project Group là quá trình mà thực hiện. Thế trong quá trình thực hiện và lập kế hoạch thì ta đều có một cái quá trình bao trùm lên, đó là quá trình Monitoring and Controlling Project Group. Thế mà khi mà phase hoặc là dự án kết thúc thì ta có thêm cái Closing. Closing có công việc có tính chất là bàn giao kết quả của dự án hoặc là của phase. Gọi là closing process group.
Về mặt gọi là chuyên môn ấy, thì người ta phân ra làm 10 cái knowledge area, 10 knowledge area. Thế là 49 quá trình quản lý dự án có thể được phân thành 10 cái knowledge area. Nó có tên là Integration Management, Scope Management, Schedule Management, Cost Management, Quality Management, Resource Management, Communication Management, Risk Management, Procurement Management và Stakeholder Management. Đó là tên của 10 cái knowledge area và mình cần thuộc đấy. Không thuộc bây giờ thì trước khi thi mình phải thuộc. Không được quên. Thế thì đây chính là cái bảng tóm tắt tên của 49 cái management process, được phân ra thành 10 cái knowledge area theo hàng ngang và 5 cái process group theo hàng cột, theo hàng dọc. Thế còn ở bên trong được cái ô một thì là tên của từng cái process một, và đây là tên nhé, tên. Và để ý rằng là tất cả các của cái process thì tên của nó đều bắt đầu bằng một động từ. Mấy cái này là mình phải thuộc hết anh ha. Sau này là em sẽ phải thuộc hết đấy, không được không những thuộc mà em còn biết là sắp xếp nó vào đúng ô của nó đấy. Cho nên là cái bảng này có tính chất là khái quát để bọn em hiểu, thế còn sau này thì sẽ dùng nó như là một cái tài liệu để ôn thi được nhé. Không, thực ra nếu mà mình nhìn về mặt ý nghĩa đó thì mình cũng cũng dễ hiểu. Chính xác, chính xác. Planning. Sau này để khi bọn em mà sẽ hiểu ý nghĩa của từng cái process rồi thì em cũng dễ sắp xếp thôi. Chứ còn nếu mà thuộc lòng mà không hiểu thì cũng hơi khó. Chưa chưa biết là cái logic nó liên liên hệ với nhau thế nào, nhưng mà đến khi em kết thúc những cái buổi anh trình bày thì em sẽ hiểu cái logic của nó, và thậm chí hiểu rất là chi tiết là nội dung bên trong nó là cái gì nữa. Ở trong cái hình này thì có một cái chỗ mà viết sai là ở cái ô có cái tên là Development Project Charter. Thì thực ra nó phải chú xác nó là develop thôi, nó là cái động từ phát triển thôi chứ không phải development. Đó là Ở đây là develop project chapter anh nhỉ. đúng rồi, mà tên thì sẽ là như vậy, bởi vì là như anh vừa nói là tất cả tên của 49 quá trình này nó đều bắt Đều đầu bắt bằng đầu từ động động từ. từ chứ không phải là một cái danh từ nhé. Tuyệt vời. Thế thì để cắt nghĩa cho cái toàn bộ quá trình quản lý dự án thì Rita lập ra một cái chart, một sơ đồ. Nó có tính chất là visualization, một cái danh sách có tính chất là visualization để thể hiện là các cái nhóm công việc quản lý dự án được xếp vào năm cái process group ấy như thế nào. Và mục đích của Rita làm cái process chart này là giúp cho những cái học viên ấy có thể hiểu được nội dung một cách khái quát là các cái quá trình quản lý dự án tổng thể cũng như là các cái công việc quản lý dự án, thì nó được cụ thể hóa ở một cái mức độ nhất định ứng với năm cái nhóm process group ấy thì là những công việc gì, những cái nhóm công việc gì. Đấy, thế thì đây chính là các cái effort. Ở đây thì em có thể hiểu tức là những là các cái nhóm công việc nhé, các cái công việc, và vì là công việc cho nên là nó cũng sẽ được bắt đầu bằng động từ giống như là tên của các cái process group, à process tức là process. Đấy, thì đầu tiên là cái công việc đó gọi là lựa chọn project manager, rồi quyết định là xác định, rồi là các cái hệ thống. Hệ thống ở trong công ty, văn hóa của công ty nó là cái gì? Hệ thống ở đây ví dụ như là hệ thống quản lý nhân sự, hệ thống quản lý công việc, hệ thống chấm công, rồi là hệ thống quản lý tài liệu, đúng không? Hệ thống ở đây hiểu là các cái công cụ mà để dùng để quản lý. Hệ thống. Rồi lựa chọn các quá trình thủ tục cũng như là những cái nghiên cứu các cái thông tin lịch sử của các dự án khác trước đó, rồi
Nếu mà xác định được là cái dự án này là lớn thì cân nhắc là có thể là chia cái dự án đấy ra thành nhiều phase, hoặc là thậm chí là chia ra thành nhiều cái dự án nhỏ. Nghiên cứu để hiểu được cái business case và cái kế hoạch mà hiện thực hóa lợi ích, gọi là benefit management plan. Rồi tìm hiểu những cái yêu cầu ban đầu, risk constraint, rồi các cái hợp đồng và các cái giả định. Đấy, đánh giá khả thi, đánh giá tính khả thi của dự án, rồi tạo ra những cái mục tiêu, tạo ra những cái mục tiêu có thể đo lường được, là những cái tiêu chí thành công, rồi viết cái project charter, xác định các cái bên liên quan, xây dựng cái assumption log và phát triển cái gọi là stakeholder register, tức là hồ sơ lưu về các bên liên quan. Đấy. Và sau đó thì nếu cần thì có thể thay đổi những cái nội dung mà như vừa trình bày. Thế đấy là những cái nhóm công việc thuộc gọi là cái nhóm gọi là initiating, là khởi tạo dự án. Thì kết thúc quá trình khởi tạo này thì tức là cái project charter ấy, tức là cái đề cương dự án nó được phê duyệt, cũng như là cái danh sách các cái bên liên quan ở mức độ ban đầu là đã được xác định một cách tương đối là rõ ràng những bên liên quan đến dự án là cái gì. Sau khi mà kết thúc cái phần khởi tạo và cái đề cương dự án đã được phê duyệt, tức là trong khi mà đề cương dự án được duyệt, bao giờ cũng kèm theo cái việc là chỉ định ra một cái ông gọi là ông PM. Thì cái ông PM ấy nó sẽ dẫn dắt cái quá trình lập kế hoạch, các cái công việc lập kế hoạch. Thì có nhiều nhiều công việc trong cái nhóm lập kế hoạch này. Thì tất cả những cái nhóm công việc này nó đều bắt đầu bằng cái động từ, cái động từ. Thế và cái đích cái kết quả của những cái quá trình mà lập kế hoạch ấy, tức là người ta tạo ra được các cái baseline, ví dụ như là scope baseline, cost baseline và schedule baseline. Đó chính là ba cái kế hoạch liên quan đến phạm vi, chi phí và thời gian. Nó chính là tương ứng với cái constraint triangle đó, ba cái ràng buộc. Thì quan trọng nhất là phạm vi, thời gian và chi phí. Thế ngoài ra thì có thêm một cái baseline nữa, chính là các cái thước đo cái performance của dự án, nó gọi là performance measurement baseline. Performance measurement baseline là dựa vào ba cái bộ kế hoạch đã được phê duyệt liên quan đến chi phí, phạm vi và thời gian, thì người ta cũng lập ra thêm một cái kế hoạch nữa dùng để đo lường cái tiến độ của dự án, chiếu theo ba cái tiêu chí đã được đề ra là phạm vi, thời gian và chi phí. Người ta lập ra một cái baseline dùng để đo lường cái performance và thực hiện dự án. Thế thì đấy chính là ba cái nội dung mà loại quan trọng, kết quả quan trọng nhất của những cái nỗ lực về lập kế hoạch. Sau khi có lập kế hoạch rồi thì người ta bước sang cái chặng thực thi, và trong quá trình thực thi thì luôn luôn là song song với nó là công tác về monitoring and controlling, là kiểm soát và theo dõi và kiểm soát, để có cần thì có thể điều chỉnh. Thì riêng với Executing Process Group thì việc căn bản đó chính là làm sao để thực hiện cái việc mà cần để làm ra các cái deliverables, tức là những sản phẩm và dịch vụ, chính là những cái thứ mà cần dự án cần phải thực hiện để làm sao mà cung cấp ích lợi từ những cái kết quả của dự án cho business, cho end user hoặc là cho khách hàng. Thế thì
cái phần mà công việc nhiều nhất, khó khăn nhất, nặng nhọc nhất và cũng là tốn kém nhất chính là các cái hoạt động để thực hiện dự án. Nó nằm trong ở executing process group. Và nên nhớ rằng là trong quá trình thực hiện dự án thì luôn luôn xuất hiện cái việc là lập kế hoạch lại này, rồi theo dõi và điều chỉnh kiểm tra khi cần thiết, song song với quá trình thực hiện lập kế hoạch và trong song song với quá trình là thực thi. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái việc mà planning nó sẽ diễn ra đồng thời với quá trình executing, và cái việc mà monitoring và controlling cũng diễn ra đồng thời với quá trình executing. Thế thì đấy là lý do vì sao ta có cái hình này. Đấy là lý do vì sao mà ta có cái hình là cái quá trình quản lý dự án tổng thể, là mọi người sẽ nhìn thấy là ở đây planning, executing, monitoring and controlling là nó là cái hình mà chạy lòng ngoằng với nhau này, theo tất cả các chiều. Đó là mũi tên hai chiều nhỉ? Đúng rồi. Lập kế hoạch thì rồi sau đó thực thi thì sau đó thì song song với đó thì là monitoring, monitoring xong thì lại thì nếu cần thay đổi thì lại lập lại kế hoạch và lập lại kế hoạch rồi lại thực thi, đấy nó cứ theo vòng lặp như vậy. Và trong cùng một thời điểm người ta sẽ nhìn thấy là cả ba cái nhóm công việc là lập kế hoạch, thực thi và kiểm soát nó diễn ra song song, đấy, diễn ra song song, vừa lập kế hoạch vừa executing vừa monitoring trong cùng một cái thời điểm, trong cùng một cái giai đoạn của dự án. Thế còn cái việc mà kết thúc thì thường là nó khá là tách biệt, closing này là khá là tách biệt. À, kết thúc phase hoặc kết thúc một cái cả dự án thì ta mới thực hiện cái việc mà đóng. Thì trong một số trường hợp thì đôi khi người ta phải gọi là khởi tạo lại, initiating lại. Nhưng mà cái việc đó thì thường là nó xuất hiện khi mà kết thúc phase thôi. Kết thúc phase thì sẽ có chuyện là đóng cái phase đấy lại và khởi tạo một phase mới. Thế thì đấy là giới thiệu về cái Rita process là như vậy. Ủa cái đường mà đứt nét của cái phần mà MC mà nó tách về cái initial anh là nó mô tả cái việc đó, có nghĩa là khi có thể có những tình huống cần phải khởi tạo lại. Sau khi khởi tạo rồi thì thông thường là người ta sẽ chạy cái vòng vòng này. Cái vòng tròn là planning, executing, monitoring nó cứ lặp đi lặp lại như thế. Thế trong một số những trường hợp hiếm hoi thì cái việc monitoring này lại dẫn đến cái việc là phải khởi tạo lại một số công việc, khởi tạo lại đặc biệt là khi mà nó là có sự gọi là major change, thay đổi lớn về cái phạm vi và thậm chí thay đổi cái mục tiêu của dự án thì thường là người ta phải khởi tạo lại từ đầu và phê duyệt lại từ đầu nếu như mà cái objective ấy, của dự án nó thay đổi. Thì có hai cách, một là người ta kết thúc dự án đó giữa chừng và người ta lập dự án mới, còn nếu không ấy thì người ta vẫn để cái dự án đó nhưng mà người ta phải khởi tạo lại, đó là người ta lại lập lại đề cương, viết lại mục tiêu và phê duyệt trở lại, và thậm chí người ta lại phải cử thêm những cái người khác vào làm PM nếu như mà cái thay đổi nó rất là lớn, làm lại từ đầu. Nhưng thường thì nó chỉ xảy ra khi mà một cái phần phạm vi công việc quan trọng nó đã bị thay đổi. Còn nếu không thì ít khi người ta phải khởi tạo lại lắm. Người ta lập kế hoạch lại thì là thường xuyên. Tinh chỉnh kế hoạch thì là thường xuyên, là chuyện bình thường. Nhưng mà khởi tạo lại thì hiếm hơn. Thế nên nhớ là trong cái planning process group này thì có một cái chú thích là đây chính là cái thứ tự thực hiện việc lập kế hoạch, thứ tự theo đúng thứ tự này. Thứ tự là từ trên xuống, từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, theo cột từ bên trái trước nhé. Đây
này, 1 này, 2, 3, 4, 5, 6 là hết cột 1. Xong lại 7, 8, 9, 10 ạ. Và cuối cùng là cái cột bên này là cuối cùng. Đó. Và thông thường thì kết thúc cái việc lập kế hoạch ấy thì có một cái gọi là kick off meeting, là cái sự kiện kick off meeting này. Là khi mà kế hoạch đã được duyệt rồi. Để chuẩn bị để bước vào cái việc thực thi ấy, thì có một cái sự kiện nó gọi là kick off. Ở đó là tất cả các cái bên liên quan, những thành phần quan trọng và toàn bộ project team là tụ tập với nhau trong một cái không gian chung, một cái hội trường hay là một cái phòng. Sau đó thì trình bày là có một cái dự án đã được phê duyệt và lập kế hoạch xong, ít nhất là hai level chúng ta cùng nhau là liên hoan meeting cũng như là giới thiệu gặp gỡ nhau, tay bắt mặt mừng và giới thiệu những cái ông nào là giám đốc dự án, ông nào là gọi là tech lead, rồi những cái thành phần quan trọng, rồi bắt tay và đề nghị lãnh đạo tham dự cái buổi đấy và hứa hẹn ủng hộ vân vân. Tóm lại là như vậy. Thì nó là cái sự kiện đấy thì thường là ở cuối cái quá trình gọi là planning, cuối quá trình planning. Đây là những công việc mà thuộc cái nhóm gọi là executing. Thì nếu như em đọc thì em sẽ thấy rằng là những cái nhóm công việc này nó sẽ dễ hiểu hơn là tên vắn tắt của 49 cái process, đúng không nào? Sẽ dễ hiểu hơn cho mình, thấy rằng là đấy là nó giống với một một công việc thực thụ. Tất nhiên không phải là một đâu, nó là các công việc để thực hiện việc này, đúng không? Các công việc thực hiện này mình diễn giải như thế thì nó mới đúng, là chứ không phải nó chỉ là một công việc. Do đó là ở đây người ta dùng cái từ gọi là effort, cái nỗ lực. Đây là những cái công việc thuộc cái nhóm executing, và tất nhiên là nó không phải là planning, do đó là nó không phải theo đúng cái thứ tự như này. Người ta liệt kê ra thôi chứ còn không phải theo thứ tự như này nhé. Không có nghĩa là cái hình này, hình vuông executing này nó lại nhất thiết nó phải phải trước cả, không không có. Đúng không? Thì song song với quá trình lập kế hoạch cũng như là thực thi thì bao giờ của quá trình là theo dõi và kiểm soát. Theo dõi kiểm soát là cái quá trình mà thu thập thông tin, đưa ra đánh giá nhận định, đối chiếu với cái baseline về performance, cũng như là ba cái baseline quan trọng nhất để đánh giá rằng là dự án có chạy đúng tiến độ hay không, và nếu cần thì có cần phải thay đổi cái gì hay không về quá trình cũng như về kế hoạch, và nếu cần thay đổi thì ta phải thực hiện phê duyệt thay đổi, đánh giá ảnh hưởng phê duyệt thay đổi, và sau đó lập lại kế hoạch để thực hiện cái thay đổi đó nếu những thay đổi được phê duyệt. Thế thì đấy đấy chính là cái quá trình mà gọi là monitoring controlling. Ngoài ra thì liên quan đến nhân sự thì ta có quá trình về về theo theo dõi cái performance của từng cá nhân để mà có ý kiến về mặt đào tạo hay là khen thưởng hay là phê bình vân vân. Tất cả những cái đấy nó là kết quả của cái việc mà monitoring. Thế còn cái controlling có ý nghĩa là nếu như mà quan sát thấy cái diễn biến của dự án nó đi lệch về kế hoạch ấy, thì ta phải thực hiện một số điều chỉnh. Thì cái việc điều chỉnh để cho nó bám trở lại kế hoạch thì nó dùng cái từ là controlling. Thế thì khi mà kết thúc một cái phase hoặc là một cả dự án thì ta thực hiện các cái hoạt động thuộc cái nhóm nó gọi là closing, tức là đóng dự án hoặc là đóng phase. Chẳng hạn như là xác định rằng là các cái công việc theo kế hoạch thì đã được thực hiện và phù hợp với yêu cầu, sau đó thì là nghiệm thu cuối cùng. Ví dụ như customer ký vào một cái văn bản là chấp nhận tất cả cái sản phẩm bàn giao theo hợp đồng, thì cái đấy chính là những hoạt động mà thuộc nhóm gọi là closing. Và mục tiêu của closing chính là có được cái sự nghiệm thu chấp nhận cuối cùng của khách hàng, của khách hàng hoặc là của bên business.
Còn tất cả những vấn đề mà kết thúc hợp đồng và thanh toán về mặt tài chính, báo cáo sổ sách, thanh quyết toán những cái phần tiền dư thừa thì cũng thực hiện ở cái phần closing này. Và sau khi mà mã đã được gọi là chấp nhận, acceptance rồi ấy, thì phải thực hiện cái việc bàn giao cái sản phẩm của dự án đấy cho đơn vị vận hành hoặc là cho khách hàng. Đấy. Là hai công việc quan trọng nhất chính là phê duyệt, acceptance và bàn giao kết quả. Ngoài ra còn có một số công tác khác, chẳng hạn như là lưu trữ hồ sơ tài liệu này, thực hiện là báo cáo về lesson learned và cập nhật vào knowledge base, và cuối cùng là làm một cái báo cáo kết thúc dự án, trong đó là đánh giá là dự án đã hoàn thành tốt hay không tốt, đạt được bao nhiêu phần trăm, đem lại ích lợi như thế nào, vân vân. Thì những cái đó nó nằm trong gọi là final report, và liệu là so với cái baseline thì nó đã bám sát được bao nhiêu phần trăm, nó chậm hay nhanh so với thời gian, nó là over budget hay là under budget. Thì những cái đấy gọi là cái performance report. Thế thì cái nhóm công việc như vậy nó được gọi là closing. Yeah. Ở đây là giới thiệu một cách không chi tiết mà để cho mình hiểu được là từng cái nhóm process ấy, thì mục đích chính của nó là cái gì. Closing thì mục đích chính nó chính là chính thức nghiệm thu cái sản phẩm cuối cùng và bàn giao, thì đấy là các hoạt động trong nhóm closing. Thế còn nhóm executing thì đương nhiên cái mục tiêu quan trọng nhất nó chính là làm ra cái deliverables, tạo ra được cái sản phẩm và dịch vụ là mục đích của cái dự án đấy, thì bắt buộc là phải executing. Thế còn ý nghĩa của cái quá trình monitoring đó chính là thường xuyên là thu thập thông tin và so sánh đối chiếu với các cái baseline ấy, để nhận diện ra những cái vấn đề hoặc là những cái sai lệch, và từ đó đề xuất ra là có cần thay đổi cái gì đó hay không. Chẳng hạn như là nó đang chậm thì tôi cần phải tác động đến cái lực lượng thực hiện, thúc giục hoặc là bổ sung nhân sự hoặc là làm cái gì đó để cho nó bám theo cái lại trở lại kế hoạch, bù đắp cái phần chậm, hoặc là nhận diện xem là cái phạm vi đấy thì nó có thay đổi hay không, có cái yêu cầu nào thay đổi về phạm vi hay không từ khách hàng hoặc là từ các bên liên quan, và rồi sau đó là kiểm soát cái việc chi tiêu, và chi tiêu đấy nó đã đúng kế hoạch chưa. Và tất cả những cái việc mà mình đứng tách ra, thu thập thông tin, quan sát để nhận diện vấn đề và đưa ra những cái yêu cầu thay đổi hoặc là điều chỉnh làm sao cho dự án nó đi được đúng với cái baseline, tức là cái kế hoạch đã được duyệt ấy. Thì những hoạt động như vậy nó gọi là thuộc nhóm monitoring and controlling. Thế còn planning thì hiển nhiên là dễ hiểu hơn, đúng không? Planning thì nó là quá trình lập kế hoạch. Thế còn quá trình khởi tạo thì mục đích chính nó chính là làm cho người ta phê duyệt dự án, tức là có cái đề cương và được phê duyệt. Phê duyệt ở đây là người ta sẽ ký vào một cái văn bản chính thức gọi là đề cương dự án, trong đó là chấp thuận thực hiện dự án theo những cái mô tả tương đối là khái quát về phạm vi, về chi phí, về mục đích, ý nghĩa kinh doanh, như là một số những thông tin liên quan đến rủi ro và các cái bên liên quan. Thế thì đấy là những cái ý nghĩa chính của những cái quá trình, năm cái quá trình quản lý dự án. Và nên nhớ rằng đấy chính là năm quá trình của cái tổng thể chung về quản lý dự án, năm cái gọi là process group thì đúng hơn. Và nội dung gốc rễ căn bản của cái khóa học này chính là nghiên cứu về các cái quá trình quản lý dự án cũng như là các cái process nằm bên trong nó. Là nội dung của khóa học này. Thì anh đã trình bày xong cái phần gọi là process. Là bài của hôm nay thì chỉ có như vậy thôi.